cái Lần thứ đoàn. ba vào nó ba lắc đầu. Có những câu nói được quy về là mình biết thôi, mình khai như, trước khai như một. Nó trước mình nó lấy giày cái chân nó còn cái giường mình ấy, cái giường bên đây. Nào cũng ngồi bên giường đây. Lấy giày nó đá lên cái lưng này. Mà giường là sao có giường Mỹ đấy ở dưới cái lứa. Đá đục đá một cà cái mà nói được. Đá ngay vết thương nè. Đục kêu nó. Bây giờ hai tay rút. Ngã hai tay nước. Tay sơ bớt. Tiền nước. Ngã thứ năm. Hai tay bị giật. Bắt đầu thì đá đồ nó cũng có chạy la. chạy tay tới Nó là la chạy bắt tới đầu mất khi chạy tới. à. Ra. Lính Mỹ nó châm ra. Hai thằng này mấy, trốn mất. mấy xung quanh là lính Mỹ Không, lính Mỹ không có trong bệnh viện. à không có à, nhưng Chỉ có mà một thằng quân cảnh quân cảnh lính thôi. Mỹ Ủa nhưng mà 3 năm mới có một phòng riêng hay gì, phòng phòng chung với phòng Mỹ phòng chung phòng Mỹ mà phòng riêng, nhưng mà cái phòng đó không có Mỹ mà giường nó à nhiều, à nhưng mà dùng bên nhiều phòng phòng dưới là Mỹ, Mỹ nằm Mỹ nằm à, mình nhìn thấy. à rồi bắt đầu hai thằng hai thằng Mỹ kia này nó nồng nó chạy trốn, chạy luôn chạy trốn mất. Xong bắt đầu đưa ba vô bắt đầu vậy là do mình nằm ở trong trong bệnh viện Mỹ cho cho nó nên ngán nó là trơn nó đâu có làm bậy à, được nó đâu là mày đúng không, đó giờ cho đó theo luật mà tù binh mà nó đâu tù có binh đâu công ty bị thương lính bị thương ở đâu à. tra tống ra tra khảo đâu. Chứ nằm ở bệnh viện ngụy là tồi đời rồi, nó ghét rồi nó rút ống thở Đâu ở sợ sẽ chết. luôn. Hay ha, y tá đồ là Mỹ luôn hay không Y tá Mỹ không, toàn bộ là y tá phục vụ của Mỹ hết, bác luôn, sĩ Mỹ hết. bác sĩ Mỹ luôn. Chạy ra bắt đầu cầm sức rõ rào. Hai thằng này nó cuồng mất. Xong bắt đầu nằm đó rồi. Nằm cái khanh tới giờ cơm. Tôi ánh nắng mà nó chiếu xuống cái đặt cửa đó. Biết tới vô đó là tới giờ cơm rồi. Tới gặp cửa. Rồi rồi cơm cơm ở đây sao? Thì là nó ăn theo của Mỹ vậy á. à Một cái dĩa, cái dĩa inox nè. à Cái ngăn này là cơm, ngăn ở đây là trái cây, ngăn dưa miếng thịt, chiên. ừ Đó. chất lượng ngon ngon Chất lượng không? à, ăn thịt của Mỹ mà. Rồi một cái táo có bữa rồi, ly nước cam có bữa, hộp sữa. à Hộp sữa tươi của Mỹ á đã đó. Đó. Coi như là nó cứ ngày ba bữa buổi sáng là ăn nhẹ. Xong bắt đầu coi nằm đó mình Mỹ hơn một tháng. Hơn tháng. Bắt đầu nó mới vết thương luôn quanh vòng ăn. Không mà lúc nó đổ ruột rồi cái đoạn nào mà ruột nó lòi ra ngoài luôn là lúc ở cái đồi chè ở đâu kia hả? rồi mình rồi nó đó. Bệnh viện Mỹ Nha Trang ha, tại Nha Trang có căn cứ Mỹ hả? Cam Ranh hả? À, trong đó Cam Ranh. Còn gì nữa mới ngay Cam Ranh. Xong bắt đầu nó chuyển về bệnh viện Long Bình. Bệnh viện Long Bình. Bệnh viện Long Bình là bệnh viện của đặc biệt là của cách mạng không á, của Việt Cộng không á. À, chuyên Việt Cộng á. À, bắt tù binh ở bắt thương binh ở chiến trường là đưa về đó. À, Long Bình ở đâu? Long Bình ở ở Hồ Nai Hồ Nai. đi qua. À. Rồi Hồ Nai đó, ngay Hồ Nai. Tức là nó chữa mình lành rồi nó chuyển về Long Bình. Chỉ chưa lành hẳn cũng còn băng. Chữa rồi đó. Rồi bắt đầu
chục năm bệnh viện đó.